Thưa quý vị ông bà anh chị em, Chúa Giêsu sẽ quang lâm. Hãy sẵn sàng. Hôm nay chúng ta sẽ học lời Chúa và suy gẫm lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 24 về những sự dạy dỗ của Ngài và những điều Chúa Giêsu phán về thời kỳ cuối cùng. Và khi Đức Chúa Giêsu rời sân đền thờ, các môn đệ đến gần và chỉ cho Ngài những công trình kiến trúc của đền thờ. Thì Ngài nói với họ: các ngươi đều thấy tất cả các công trình kiến trúc này phải không? Quả thật, ta nói với các ngươi, rồi đây sẽ không còn một tảng đá nào chồng trên tảng đá nào, tất cả sẽ bị đổ xuống. Thưa quý vị ông bà anh chị em, đây chính là ngôi đền thờ mà Chúa vào đuổi hết những kẻ bán, người mua, lật bàn xô ghế của những kẻ đổi tiền và bán bồ câu. Và Chúa nói với họ, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi đã biến nó thành sào huyệt của bọn cướp. Và lời tiên tri của Chúa đã được ứng nghiệm và ngôi đền thờ này thực sự đã bị phá hủy chỉ 40 năm sau đó khi người La Mã cướp phá thành Jerusalem vào năm 70 sau Công Nguyên. Và sau đó, trong câu 3, khi Chúa Giêsu đang ngồi trên núi Ô-liu, thì các môn đệ đến gặp và hỏi riêng Ngài, xin Thầy, nói cho chúng con biết khi nào những điều này sẽ xảy ra và có dấu hiệu gì báo trước ngày Thầy quang lâm và kỳ tận thế. Các môn đệ muốn biết những điều gì sẽ xảy ra khi nào và có dấu hiệu gì báo trước ngày Chúa quang lâm và thời kỳ tận thế. Thưa quý vị ông bà anh chị em, đây là những câu hỏi cụ thể mà các môn đệ Chúa hỏi Chúa. Và khi các môn đệ hỏi Chúa về những điều sẽ xảy ra và dấu hiệu ngày Chúa quang lâm, thì Chúa suy nghĩ điều gì trong đầu của Ngài và Ngài sẽ nói với họ điều gì? Chúa sẽ cảnh báo họ điều gì? Chúa Giêsu đang ngồi trên núi Ô-liu, chính nơi này là nơi mà nhà tiên tri Sa-cha-ri đã nói tiên tri rằng Đấng Mê-si-a sẽ đứng tại đây khi Ngài đến để thiết lập vương quốc của Ngài. Sa-cha-ri đoạn 14 câu 4. Ngày ấy, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-liu đối diện thành Jerusalem về phía đông. Thưa quý vị ông bà anh chị em, khi Chúa trở lại, Ngài sẽ đứng tại núi Ô-liu. Đây là một cái nơi thích hợp để các môn đệ của Chúa hỏi Chúa khi nào Ngài sẽ đến với đại quyền đại vinh và những gì họ có thể mong đợi lúc đó. Câu trả lời của Chúa Giêsu nhấn mạnh những sự kiện sẽ xảy ra trước ngày tận thế. Chúa muốn nói với các môn đệ rằng họ nên bớt quan tâm đến việc biết ngày tháng hay là quan tâm nhiều hơn đến việc chuẩn bị tấm lòng của họ để đón ngày Chúa quang lâm. Tức là họ phải sống như thế nào để đẹp lòng Chúa, bước đi theo Chúa, đường lối của Ngài một cách kiên định, trước sau như một, và trung tín với Ngài cho đến chết, để cho dù Chúa Giêsu trở lại vào lúc nào thì họ cũng luôn luôn sẵn sàng ở trong lòng của họ. Thưa quý vị ông bà anh chị em, nếu quý vị ông bà anh chị em đọc Ma-thi-ơ đoạn 24, đọc một cách kỹ càng và phản ánh điều mình đọc, thì trong đầu Chúa Giêsu trước hết là Chúa muốn bảo vệ môn đệ của Ngài. Quý vị nhớ không? Chúa nói những người Ngài yêu, Ngài sẽ yêu cho cuối cùng, yêu đến cuối cùng. Cho nên Chúa trong đầu của Ngài, Ngài muốn bảo vệ môn đệ của Ngài.
Nếu quý vị, ông bà, anh chị em là môn đệ của Chúa Giêsu, Ngài sẽ bảo vệ quý vị, ông bà, anh chị em. Và sau đó, Chúa muốn họ chuẩn bị cho sự quan lâm của Ngài. Và cuối cùng, Chúa muốn họ kiên trì cho đến cùng, vì do những hoạn nạn, những khó khăn mà họ sẽ phải đối diện trong thời kỳ cuối cùng. Trước hết, Chúa muốn bảo vệ các môn đệ của Ngài. Trong câu 5, Chúa phán, hãy thận trọng, đừng để ai dẫn dụ các con lạc lối, vì nhiều người sẽ mạo danh Thầy mà đến tự xưng rằng, ta là Đấng Christ, ta là Chúa Cứu Thế, và lừa gạt nhiều người. Và nhiều người ngày nay mạo danh mình là Đấng Christ, Đấng Christ là Chúa Cứu Thế. Wow! Và điều này thật nguy hiểm, vì quý vị anh chị em đang liều mạng mình tin vào một Đấng Mêsia giả, Chúa Giêsu giả. Và trong câu 6, Chúa Giêsu nói với họ, các con sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh, nhưng hãy có dừng, đừng bối rối, những việc ấy phải xảy đến, nhưng chưa phải là tận thế đâu. Thưa quý vị, ông bà, anh chị em, quý vị, ông bà, anh chị em có hiểu không? Chúa Giêsu muốn bảo vệ các môn đệ của Ngài, ngay cả chúng ta, là những người yêu dấu của Ngài, là môn đệ của Ngài. Vì thế mà quý vị, ông bà, anh chị em không cần phải lo âu, sợ hãi và sống trong kinh hoàng. Chúa muốn quý vị biết sự thật. Chúa phán trong câu 7 đến câu 8, những việc ấy phải xảy đến, nhưng ngày tận thế chưa đến đâu, tức là ngày cuối cùng. Chúa tiếp tục nói, dân này sẽ nổi dậy chống nghịch dân khác, nước nọ chống lại nước kia, và có đói kém và đồng đất tại nhiều nơi. Và tất cả những điều này chỉ là khởi đầu cơn đau chuyển bụng. Chắc quý vị, các bà, các cô và các chị em phụ nữ là những người có con đều biết cái sự khởi đầu cơn đau chuyển bụng là gì. Còn mấy ông, mấy anh thì sao? Sự khởi đầu cơn đau chuyển bụng là gì? Và trước khi một đứa bé sinh ra đời, chúng ta đều nhận thấy điều gì đó trong bụng của người mẹ sẽ bắt đầu co bóp. Nó được gọi là cơn đau đẻ, cơn đau chuyển bụng. Vì Chúa nói khi các con thấy những điều này, nhưng chưa phải là sự cuối cùng, nhưng sự cuối cùng sẽ gần hơn quý vị nghĩ. Thưa quý vị và anh chị em, khi tôi nghiên cứu lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 24 về sự quan lâm của Ngài, ngày của Chúa, thì tôi tin rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng, quý vị ông bà anh chị em ơi. Quý vị dù muốn hay không, thế giới này ma quỷ tìm mọi cách để tấn công con cái của Chúa trên toàn thế giới. Hiện giờ nó dùng con virus corona để tấn công hội thánh của Chúa, bắt bơ hội thánh của Chúa, không cho hội thánh của Chúa thờ phượng trên toàn thế giới. Và ngày nay chúng ta phải đối diện với các mối đe dọa khủng bố và sự tàn phá của hạt nhân, nhưng Chúa vẫn thống trị thế giới này, quý vị. Ngài đang ngồi bên trên ngai của Ngài trên thiên đàng. Chúa Giêsu bảo chúng ta đừng hoảng sợ, đừng sợ chi. Và đó là Chúa muốn con dân của Ngài sống không sợ hãi, dù trong cuộc tình trạng khủng hoảng như thế nào đi nữa. Thưa quý vị, ông bà, anh chị em, chiến tranh hoặc các sự kiện thảm khốc khác sẽ không phải là dấu hiệu xác nhận sự quan lâm của Chúa. Mà nếu hôm nay cuộc chiến bắt đầu giữa các nước siêu cường, bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Do Thái, có lẽ 1/3 thế giới sẽ bị hủy diệt trong chốc lát do những đầu đạn hạt nhân chết người. Mỗi năm, Ấn Độ, Pakistan đều thách thức nhau
và Trung Cộng và Mỹ. Thưa quý vị ông bà chị em, anh chị em còn nhớ những điều kinh hoàng khiếp sợ đã xảy ra tại hai thành phố Hiroshima và Nagasaki không? Hoa Kỳ đã cho nổ hai vũ khí hạt nhân tại thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản lần lượt vào ngày 6 và ngày 9 tháng 8 năm 1945. Điều gì đã xảy ra tại đó? Một cái sự kinh hoàng, một sự chấn động, biết bao nhiêu người Nhật phải sống trong lo sợ, đau khổ, chết chóc, bệnh tật. Và sau đó rất nhiều người bị chấn thương tâm lý vì hai quả bom ấy. Tại vì nước Nhật đã đụng đến trái tim của Hoa Kỳ, cái Pearl Harbor, mà Hoa Kỳ phải phản ứng để đánh bại Nhật Bản, và Nhật Bản phải chịu quy hồi. Thưa quý vị và anh chị em, Liên Hiệp Quốc tìm cách giải quyết vấn đề chiến tranh, mang lại hòa bình cho thế giới. Biết bao nhiêu năm qua, những chiến tranh vẫn xảy ra. Tại sao vậy? Bởi vì lòng người thật gian ác và xấu xa. Con người đã từ khước Thiên Chúa, con người đã từ khước Đức Chúa Trời, họ đã từ khước Chúa Giêsu là Vương tử hòa bình, Chúa hòa bình, anh chị em. Cái vấn đề không phải là giải quyết ở tại Liên Quốc là vấn đề chính trị, mà vấn đề thần học. Nếu con người được giải hòa với Đức Chúa Trời thì con người sẽ yêu thương nhau thay vì cắn xé giết nhau. Vì thế mà sứ đồ Phaolô tìm mọi cách để mà kêu gọi, giảng dạy lời Chúa, hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Và Chúa tiếp tục nói trong câu 7, sẽ có đói kém và động đất tại nhiều nơi trên thế giới. Quý vị anh chị em sẽ cho rằng nạn đói là chuyện của quá khứ. Không, nạn đói không phải là chuyện của quá khứ. Trong thế kỷ 21 mà thôi, nạn đói hiện đang xảy ra tại Congo ở châu Phi, hơn 5 triệu người chết. Nạn đói ở Sudan và Uganda và Somalia, ngày nào quý vị có thể không nhận ra. Khoảng 25.000 người chết vì đói và 10.000 trẻ em chết hàng ngày. Và đó là cái sự thật xảy ra. Chúa đã nói trước và điều này đang xảy ra. Và theo cái thống kê, hàng năm có khoảng 9 triệu người chết vì đói hàng năm. Thưa quý vị và anh chị em, chúng ta đang sống trong một cái đất nước giàu có, chúng ta không sợ đói. Nhưng mà những người sống ở châu Phi, Nam Phi, họ sống trong sự đói kém. Có 3 triệu người trẻ em chết hàng năm. Liên Hiệp Quốc đã không giải quyết được vấn đề đói kém. Những thức ăn cho chó ăn và những thức ăn của những người giàu ném vào thùng rác hàng ngày có thể cứu các trẻ em đáng thương khỏi nạn đói. Nhưng mà người giàu không có khe. Quý vị đọc câu chuyện về cái người giàu với Lazaro đó, họ cũng có quan tâm đến cái sự đau khổ của loài người. Mà sau cùng cái người giàu đó chết, nhưng mà phải đối diện với âm phủ vì cuộc đời ông sống ích kỷ, không có lòng thương xót, và ông phải đến nơi đau khổ. Ngày hôm nay nếu những người giàu có trên thế giới này, những thức ăn của họ mà vứt vô thùng rác có thể nuôi các em này sống còn. Thưa quý vị ông bà anh chị em, điều Chúa nói ở đây là điều gây ấn tượng sâu sắc đối với chúng ta là những trận động đất. Chúa nói vào thời kỳ cuối cùng sẽ có nhiều động đất trên cả thế giới. Động đất xảy ra từ năm 1990 cho đến 2009. Nó cứ tăng lên mỗi năm và Chúa muốn phán
với loài người điều gì? Chúa muốn nói gì với chúng ta? Thưa quý vị và anh chị em, Chúa đang rúng động thế giới. Chúa đang rúng động thế giới. Chúa nói với chúng ta hãy sẵn sàng. Ta sẽ trở lại. Ta sẽ tái lâm. Ta sẽ quang lâm. Hãy sẵn sàng. Khi Chúa, Đức Chúa Trời phán với dân Do Thái ở núi Sinai, tiếng phán của Ngài làm rúng động trái đất. Nhưng bây giờ Ngài hứa thêm một lần nữa, một lời hứa, còn một lần nữa ta không những sẽ làm rúng động trái đất, nhưng sẽ làm rúng động cả trời. Thưa quý vị và anh chị em, và ấy là lời tác giả của Hebrew trong đoạn 12 câu 26. Còn một lần nữa ta không những sẽ làm rúng động trái đất, nhưng sẽ làm rúng động cả trời. Ô thưa quý vị và anh chị em, đó là cái ngày tái lâm. Và có người sẽ thấy Ngài đến với đại quyền đại vinh. Có sự kinh khiếp không thể tưởng tượng. Nếu quý vị là người kính yêu Đức Chúa Trời, quý vị phải sẵn sàng để đón Chúa mình. Không thôi quý vị sẽ sống trong sự kiếp sợ, hoảng sợ. Ê-sai đoạn 13 câu 33, lời Chúa phán: ta sẽ làm cho các tầng trời rúng động và đất rung chuyển mạnh đến nỗi suýt trật ra khỏi quỹ đạo của nó. Wow! Trong cơn thịnh nộ của Chúa vạn quân, vào ngày Ngài giận dữ, Chúa cho chúng ta biết những dấu hiệu. Một trong những dấu hiệu lớn đó là động đất. Điều thứ hai, Chúa cũng muốn chúng ta phải chuẩn bị. Chúa muốn chúng ta chuẩn bị cái gì? Điều này có nghĩa là gì? Chúa muốn chúng ta được báo trước, được trang bị trước khi Chúa tái lâm. Mấy tuần qua, tôi tự hỏi rằng Chúa ơi con, Chúa muốn con giảng gì cho hội thánh Chúa? Tôi cầu nguyện, hãy nói về cái sự quang lâm của ta. Và tôi giảng những bài để rồi hội thánh chuẩn bị sống thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời, yêu thương hội thánh, yêu thương Chúa, chờ đợi ngày vinh quang của Ngài. Tôi thấy tôi nhìn qua những cái điều mà tôi có để giảng và tôi thấy không thỏa lòng. Mà chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng, anh chị em. Chúng ta phải chuẩn bị sống trong sự mong đợi ngày Chúa tái lâm. Chúa phán trong câu 9 đến câu 13: Bây giờ người ta sẽ hành hạ và sẽ giết các con, và vì cớ danh ta mà các con sẽ bị mọi dân ghét bỏ. Lúc đó nhiều người sẽ xa ngã, phản bội và thù ghét nhau, và nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và lừa gạt nhiều người. Vì sự gian ác sẽ gia tăng, nên tình yêu của nhiều người cũng phai nhạt, nguội dần. Nhưng ai kiên trì chịu đựng cho đến cuối cùng sẽ được cứu. Thưa quý vị và anh chị em, chúng ta sẽ bị bắt bớ. 2000 năm qua hội thánh đã bị bắt bớ. Con cái Chúa bị giết, bị chém cổ chặt đầu, bị hành hạ, bị tra tấn. Các nước cộng sản và các nước Hồi giáo, nó xảy ra 2000 năm rồi quý vị và anh chị em ơi. Nhưng Chúa phán chúng với chúng ta rằng đừng sợ những kẻ giết được thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng mà hãy sợ đấng có thể giết xác và hồn trong hỏa ngục. Mà khi chúng ta sợ đấng ấy, chúng ta không còn sợ bất cứ điều gì, ngay cả sự chết. Nếu chúng ta chết, sẽ chết trong Chúa. Phước cho những kẻ chết mà chết trong Chúa. Ngay cả con cái Chúa chết vì bệnh corona, nhưng mà họ sẽ chết trong Chúa. Không phải con corona nó giết họ đâu. Chúa cho phép, nhưng mà họ cái chết của họ trong chốc lát thì họ được về với Chúa. Tôi nói rằng tôi một con người bạn mới đi thăm anh em đó là: xưa
khi mà ma quỷ, kẻ thù bóng tối nó giết người của Chúa đó, tiếc tắc thôi, mình không biết gì hết á, nhưng mình về với Chúa, nhưng mà họ nhìn những người giết đó, họ sẽ sống trong đau khổ, tại vì chính họ sẽ bị chấn thương tâm thần. Nhưng mà người của Chúa đi về thẳng với Đức Chúa Trời. Hôm nay ngươi sẽ đi ở với ta trong nơi paradis. Quý vị nhớ không, lời Chúa nói tên tử tội đó, trong giây phút ăn năn tội mình, nhìn nhận Ngài là Chúa cứu thế, ông nói xin Chúa nhớ đến con khi Ngài vào vương quốc của Ngài. Thì Chúa nói hôm nay ngươi sẽ vào nơi paradis. Paradis tức là thiên đàng đó, nơi phước hạnh. Mà người Việt Nam có dùng dòng miền cực lạc đó. Nhưng mà cái đây là cái cho những người thánh nha. Và miền cực lạc không phải cho mọi người. Miền cực lạc cho những người kính yêu Đức Chúa Trời. Nếu quý vị kính yêu Chúa Giêsu Christ, cuộc đời của chúng quý vị không chấm dứt bởi cái chết. Ngài sẽ tiếp đón quý vị vào vương quốc của Ngài. Thưa quý vị, ông bà, anh chị em yêu dấu, sự thật là Chúa Giêsu đã cảnh báo quý vị, và Ngài đã cảnh báo chúng ta về hiện thực của những khó khăn bắc bơ. Và theo nghiên cứu mới nhất của Hội Truyền giáo Open Door vào năm 2018-2019, có 13 cơ đốc nhân bị giết mỗi ngày, 12 tháng đường bị tấn công. 12 cái đông nhân là thánh đường đó, tức là cái hội thánh nhà thờ đó. 12 cái đông nhân bị bắt hoặc bị giam trong tù. Và ngay cả trong cái thế kỷ 21, rất khó để thực hành niềm tin của mình một cách an toàn ở nhiều nơi trên thế giới, quý vị. Đây là những gì Chúa Giêsu nói trong thời kỳ cuối cùng. Quý vị sẽ bị bạc bợ. Quý vị và tôi sẽ bị bạc bợ trong nhiều cách lắm. Và Chúa cảnh báo chúng ta trước. Chúa luôn luôn cảnh báo cho dân Ngài những điều gì sẽ xảy ra. Có thể bây giờ quý vị không phải đối diện với sự thù ghét và bắt bớ dữ dội, nhưng nhiều cơ đốc nhân ở các nơi khác trên thế giới đang phải đối diện. Khi quý vị nghe về những cơ đốc nhân đang chịu đau khổ vì đức tin của họ, hãy nhớ rằng họ là anh chị em của quý vị trong Đấng Christ. Tôi thấy có nhiều cơ đốc nhân ở tại nước ngoài, cái nước như nước Úc mình, họ chỉ biết họ thôi. Và khi mà nghe con cái cho anh chị em mình bị bắt bớ, bị hành hạ, bị đánh đập, bị giết, họ có một chút cảm động. Lòng họ cứng đơ, lạnh lùng, không một lòng trắc ơn đến anh em của mình trong Đấng Christ ở các nước đó. Và hiện tại anh chị em không bị bắt bớ, thì hãy nhớ cầu nguyện cho họ. Hãy hỏi Chúa xem quý vị có thể làm gì để giúp họ trong những lúc họ gặp khó khăn. Khi một bộ phận của thân thể bị đau thì toàn bộ thân thể bị đau. Nhưng khi tất cả các bộ phận kết hợp lại với nhau để giảm bớt đau khổ thì toàn bộ thân thể sẽ được hưởng lợi. Trong câu 11, Chúa phán nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên quyến rũ, lừa gạt nhiều người vào con đường lầm lạc. Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta nhiều tiên tri giả sẽ xuất hiện và sẽ lừa gạt nhiều người. Tại sao quý vị anh chị em phải chuẩn bị? Chúa nói quý vị cần phải chuẩn bị. Mấy nhà lãnh đạo tâm linh, ngay cả mục sư của mình, nói rằng ông này, ông kia là nhà tiên tri của Chúa. Nhưng sự thật, họ không phải là nhà tiên tri của Chúa. Họ là những nhà tiên tri giả.
Họ nói tiên tri mà Chúa không bảo họ nói. Mà dựa trên lời của Chúa, trong Phục Truyền đoạn 18 câu 20 đến 22, làm thế nào để quý vị biết ai là các tiên tri thật của và tiên tri giả? Chúa dạy chúng ta phải biết biện biệt hay phân biệt lời của Chúa. Phục Truyền đoạn 18 câu 20 trở đi. Nhưng nhà tiên tri nào cả gan nhân danh ta nói những điều ta không bảo nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết. Chúa nói rất rõ ràng, nhà tiên tri nào cả gan nhân danh Chúa mà nói, mà Chúa không bảo nói, thì nhà tiên tri ấy phải chết. Vì nhà tiên tri giả mạo ấy nói sứ điệp của mình, chứ không phải sứ điệp của Chúa. Thưa quý vị ông bà anh chị em, trong Phục Truyền đoạn 18 câu 21, quý vị có thắc mắc trong lòng, làm sao chúng ta biết được lời nào là lời của Chúa không phán? Làm sao chúng ta biết được? Tôi muốn nói với quý vị ông bà anh chị em rằng, quý vị ông bà anh chị em phải biết lời Chúa. Chúa nói gì? Chúa nói cái gì? Chúa dạy gì? Bởi vì lời Đức Chúa Trời và lời của nhà tiên tri thật không bao giờ mâu thuẫn nhau. Nếu một nhà tiên tri nào mà nói họ chắc rằng Chúa bảo họ nói điều điều kia mà mâu thuẫn với lời Chúa, ấy là nhà tiên tri giả. Và thường thường những nhà tiên tri giả nói mà không có trở thành hiện thực, và nhiều người bỏ qua. Tôi nhớ có một con cái Chúa đi hội đại hội phục hưng, không phải ở đây mà trên thế giới. Họ nói ông mục sư nói về tiên tri và tôi mà không có đúng. Nói nhiều lần mà không đúng. Ông đó là tự nói mà không phải Chúa nói. Phục Truyền đoạn 18 câu 22, lời Chúa phán, khi có một tiên tri nhân danh Chúa mà nói những lời người đó nói không xảy đến và không ứng nghiệm, thì đó không phải là lời mà Chúa đã phán. Kẻ tiên tri đó đã nói cách tự phụ, anh em đừng sợ người ấy. Chúa nói đừng có sợ nhà tiên tri đó, đừng sợ nhà tiên tri đó, đừng nghe nhà tiên tri đó, hãy tránh xa nhà tiên tri đó, tại vì họ cũng phải là nhà tiên tri của Chúa. Đừng có vui để người ta đặt tay cho quý vị nữa. Nhiều con cái Chúa ngày hôm nay rất dễ bị dụ dỗ. Nhà tiên tri giả đã mạo danh Chúa mà nói tại nhiều đại hội phục hưng trên toàn thế giới ngày hôm nay. Nói tiên tri mà Chúa không bảo nói, nhưng con cái Chúa thiếu hiểu biết lời của Ngài, dễ tin, dễ bị dụ dỗ. Họ chạy đến ào ào đến những cái đại hội đó và họ bị lừa gạt. Họ đến đó như để đi tìm kiếm thầy bói vậy đó. Nói cho họ biết tương lai của mình như thế nào. Thay vì họ tìm kiếm Chúa, chạy thẳng đến với Chúa mà tìm kiếm Ngài, cầu nguyện, tìm ý muốn của Ngài, trong lời của Ngài. Chúa muốn chúng ta có sự khôn ngoan của Ngài để biến biệt hoặc phân biệt tiên tri giả và tiên tri thật. Trong đời tôi có một lần có một người nữ nọ cho mình là một nhà tiên tri nói về tương lai của tôi hơn 20 năm rồi. Nhưng mà lời tiên tri ấy không trở thành sự thật. Mình phải đánh dấu hỏi cái người đó Chúa có bảo họ nói không. Và trong câu 12, Chúa cũng cảnh báo chúng ta phải chuẩn bị, phải sẵn sàng. Lời cảnh báo này còn nghiêm trọng hơn cả động đất, hơn cả đói kém, hơn cả dịch bệnh corona. Và vì tội ác gia tăng nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguôi dần. Vì sự gian ác sẽ gia tăng nên tình yêu thương của nhiều người cũng phai nhạt. Những tội ác này xảy ra hàng ngày quý vị ông bạn trẻ mày. Nếu quý vị đang xem tin tức trên thế giới
đặc biệt là tại Mỹ, cũng như là mấy cái nước Hồi giáo, ngay cả trái tim của nhiều cái đông dân ngày nay cũng trở nên lạnh nhạt, lòng nhiều người lạnh nhạt đối với Đức Chúa Trời của mình, đối với anh chị em trong Chúa của mình. Thưa quý vị ông bà anh chị em, Chúa muốn chúng ta chuẩn bị để được bảo vệ khỏi lòng nguôi lạnh vào thời kỳ cuối cùng, là thời kỳ rất nguy hiểm. Nhiều người nguôi lạnh đối với Chúa, không có hồn để hầu việc Chúa. Nhiều người đã thất vọng, nản lòng, không muốn hầu việc Chúa, không muốn đến cầu nguyện, lòng họ nguôi lạnh. Mấy tuần qua tôi cảm ơn Chúa, tôi để ý có một người trong ban thanh niên bắt đầu để đi cầu nguyện. Tôi rất được khích lệ, thấy Duy đến cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Dầu lòng Duy bắt đầu nóng lên, lửa Chúa đang cháy trong lòng của Duy để cầu nguyện cho hội thánh Chúa. Hãy lắng nghe anh chị em yêu dấu, cái nguy hiểm của một tấm lòng nguôi lạnh lúc mà quý vị đánh mất tình yêu của mình đối với Chúa còn nghiêm trọng hơn cả đại dịch Corona. Khi quý vị đánh mất tình yêu của mình dành cho Chúa, tất cả mọi điều quý vị đang làm chỉ là hình thức mà thôi. Chỉ là hình thức. Nhưng lòng quý vị không ở đó. Lòng quý vị xa Chúa ngang dặm. Lúc mà quý vị đánh mất tình yêu dành cho Chúa, quý vị đang làm việc vì việc làm, chứ không phải quý vị yêu Chúa hay yêu Chúa là động lực thúc đẩy quý vị. Và đó là cái thời kỳ cuối cùng. Và tôi cảm thấy Thánh Linh Chúa muốn tôi giảng cái bài giảng này. Quý vị có nhớ không? Chúa đã phàn nàn với hội thánh Ê-phê-sô. Và Chúa nói với hội thánh này, ta có điều trách con. Ta có điều trách con. Chúa nói rồi câu đó. Vì con đã mất tình yêu ban đầu. Chúa trách hội thánh Ê-phê-sô là vì họ không còn yêu Chúa hay yêu nhau nữa. Anh chị em hội thánh đó không còn yêu nhau nữa. Họ không yêu Chúa thì làm sao họ yêu anh chị em họ? Thưa quý vị anh chị em, khi quý vị mà thực sự yêu của Chúa với tất cả tấm lòng của mình, đam mê của mình, quý vị sẽ yêu anh chị em mình. Quý vị sẽ không bao giờ yêu anh chị em mình cho đến khi quý vị thực sự yêu Chúa. Tôi thấy có nhiều người họ nói là họ yêu Chúa, họ yêu, mà tôi cũng thấy họ yêu anh chị em mình. Họ ghét anh chị em mình, họ đánh phá, họ đâm thọc, họ ghét, họ nói xấu. Cái người đó không có yêu Đức Chúa Trời. Cái người mà yêu Chúa thật sự phải yêu anh em mình trước mặt như sau lưng là vẫn yêu anh em mình. Cho nên Chúa nói ta có điều trách con vì con đã mất tình yêu ban đầu. Chúa trách hội thánh này vì họ không còn yêu Chúa và yêu nhau. Thưa quý vị và anh chị em, với sự dạy dỗ sai lầm và đạo đức suy đồi đã đến một căn bệnh đặc biệt có tính hủy diệt là mất tình yêu thương đối với Chúa và những người khác. Tội lỗi làm nguôi lạnh, làm phai nhạt tình yêu của quý vị đối với Chúa và sự nhạy cảm của quý vị đối với nhu cầu của anh chị em của mình bằng cách chuyển sự tập trung vào bản thân của mình. Mình trở thành con người vi kỷ, ích kỷ. Thì anh chị em mình có bệnh tật mà không đi thăm viếng, không cầu nguyện cho họ, không nấu cho họ một nồi tô cháo để ăn. Chúng ta ích kỷ. Chúng ta sống ích kỷ. Người của Chúa yêu Chúa không phải như vậy. Nếu chúng ta thực sự yêu Chúa, chúng ta sẽ yêu hội thánh Chúa, yêu anh em mình trước sau như một.
không có nói xấu anh chị em mình sau lưng cũng như trước mặt. Và đó là những người thực sự yêu kính Đức Chúa Trời. Chúa đã cảnh báo chúng ta rằng tội lỗi sẽ lan tràn khắp nơi và tình yêu của nhiều người sẽ nguội lạnh. Đó là lý do tại sao tình yêu của quý vị đối với Chúa, tình yêu của quý vị dành cho nhau phải được duy trì để được bền bỉ. Bởi vì chúng ta phải đối diện với hiện thực của sự khó khăn và bắt bớ trong thời kỳ cuối cùng. Điều thứ ba, Chúa cũng muốn chúng ta phải bền lòng, kiên trì, chịu đựng. Trong câu 13 Chúa phán, những ai kiên trì chịu đựng cho đến cùng sẽ được cứu. Và Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng là Cơ Đốc nhân, quý vị anh chị em không chỉ tin Chúa mà quý vị sẽ tiếp tục tin Chúa cho suốt cuộc đời của mình. Quý vị sẽ tiếp tục làm những gì Chúa muốn quý vị làm. Làm những gì đúng, những gì phải, những điều mà đẹp lòng Chúa, quy vinh quang cho Chúa. Chúa muốn quý vị trung tín không chỉ một ngày, một tuần, một tháng, một năm, 10 năm, nhưng trong suốt cả cuộc đời của quý vị, để phục vụ Chúa, làm những điều Chúa muốn quý vị làm suốt cuộc đời của mình vì vinh quang của Ngài. Thưa quý vị ông bà anh chị em ơi, Chúa luôn luôn tôn quý những người phục vụ Đấng Christ. Đức Chúa Trời tôn quý những người phục vụ Đấng Christ. Đó là một cái vinh dự cao trọng. Đừng có coi thường. Tôi cảm ơn Chúa, cái ngôi nhà thờ này, bên ngoài, bên trong, cũng như sau nhà bếp, thứ tối thứ sáu vừa rồi tôi đến tôi thấy sáng. Chúa đã dùng anh chị Hiệp đã làm những việc đó, trung tín làm việc đó. Không cần ai nói, ông bà tự làm. Ngay cả cái phòng trong này rất là đẹp, phải dâng vinh quang cho Chúa. Trung tín, Chúa thấy lòng trung tín và làm cho vì vinh quang Đức Chúa Trời. Trong câu 14 Chúa phán, tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến, vì vậy khi nào kết thúc sẽ đến. Sự cuối cùng sẽ đến, và khi tin mừng của Chúa nước trời sẽ được rao giảng cho mọi quốc gia. Thưa quý vị ông bạn chị em, theo các nhà lãnh đạo truyền giáo, có khoảng 3.000 nhóm người, nhóm sắc tộc chưa được nghe lời Chúa rao giảng. Và không có hội thánh tại nơi đó, không có ai đang rao giảng cho họ. Họ là những người hư mất, không có Chúa, không có Đấng Christ, không có Đức Chúa Trời, không có hy vọng. Do đó Chúa Giêsu ban cho các môn đệ một đại mạng lệnh. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18 trở đi, Chúa phán với họ rằng tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và nay ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Thưa quý vị ông bà anh chị em, Chúa muốn chúng ta được Thánh Linh ban quyền năng của Ngài để chúng ta trở thành nhân chứng sống cho Chúa. Chúa muốn chúng ta có cái trái tim của Chúa, nhịp tim của Chúa, để chúng ta có lòng trắc ẩn, có lòng thương xót đối với những người đang chết mất, không có Chúa, không có hy vọng trong đời này. Vì vậy, nếu hội thánh Chúa tại Dara lắng nghe tiếng phán của Chúa, thì mỗi chúng ta phải vâng lời Chúa, vì Chúa muốn chúng ta tin cậy và vâng lời. Không còn cách nào khác, tin cậy và vâng lời, và phải tích cực rao truyền, nói cho người khác biết về Chúa Giêsu để mỗi người được cứu. Quý vị, ông bà anh chị em đã dẫn ai đến với Chúa Giêsu chưa? Kể từ khi quý vị trở thành người Cơ Đốc nhân, có nhiều người theo Chúa cả đời
mà không dâng một linh hồn đến với Chúa. Cái tôn giáo cho mình mà nhìn xung quanh anh chị em, những người xung quanh mình chết mất mà không có lòng trắc ẩn và thương yêu họ. Nếu lòng quý vị đang nguội lạnh, hãy đến hội thánh và cầu nguyện, xin Chúa ban cho mình cái tấm lòng yêu thương để cứu người qua chúng ta. Nếu hội thánh Dara không làm việc, làm chứng và rao truyền truyền tin lành cho những người hư mất, hội thánh Dara sẽ không còn là hội thánh nữa. Hội thánh của Chúa là và hội thánh phải vâng phục đại mạng lệnh của Chúa, lời cuối cùng của Ngài, lời trăn trối của Chúa. Không thôi hội thánh sẽ trở thành một câu lạc bộ. Dù chúng ta có một cái nơi thánh đường nguy nga đẹp đẽ như vậy, nếu chúng ta không vâng phục đại mạng lệnh của Chúa, làm môn đệ hóa dạy dỗ họ cho tất cả những điều Chúa Giêsu phán, chúng ta chưa làm tròn bổn phận của mình. Và trong câu 21 Chúa phán, vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn đến đổi từ lúc sáng thế đến bây giờ chưa từng có và về sau cũng chẳng bao giờ có như vậy. Chúa nói đến cơn đại nạn, tức là cái sự hoạn nạn lớn đó. Và trong câu 22 Chúa phán, nếu những ngày ấy không rút ngắn thì chẳng có một mạng nào được cứu. Nhưng vì những người được chọn, anh chị em đó, nếu được chọn anh em là người yêu kính Chúa thực sự và tin Chúa Giêsu thực sự, anh chị em là người được chọn đó. Chúa nói, nhưng những người được chọn nên những ngày ấy sẽ được rút ngắn. Câu 23, khi ấy nếu có ai nói với các con rằng kìa Đấng Christ ở đây hay ở đó thì đừng tin. Quý vị ông bà chơi, anh chị em ơi, sẽ có một ngày kinh khiếp lắm. Kinh khiếp vô cùng, không thể tưởng tượng. Nhưng mà ngay cả chúng ta cũng bị bắt bớ. Nhưng mà Chúa làm cho những ngày kia rút ngắn. Vì Ngài yêu chúng ta, Ngài muốn cứu chúng ta khỏi sự chết. Antichrist nó đang làm việc này, quý vị ông bạn chơi, nó đang làm việc này, nó đang tấn công hội thánh Chúa trên toàn thế giới. Và Chúa phán sẽ có hoạn nạn lớn, đau khổ lớn, và những người được chọn sẽ phải trải nghiệm cơn hoạn nạn này. Và trong thời kỳ hoạn nạn lớn, Christ giả và các tiên tri giả sẽ trỗi dậy và thực hiện những dấu kỳ phép lạ để đánh lừa loài người, ngay cả những người được Đức Chúa Trời chọn nếu có thể. Và trong câu 25 Chúa phán, này ta nói đó, ta nói trước cho các ngươi rồi, ngay cả những người tin Chúa, những người được tuyển chọn, nếu họ không chuẩn bị, họ sẽ bị lừa dối bởi Christ giả và tiên tri giả. Vì trong cơn hoạn nạn lớn, họ sẽ nói với quý vị rằng ta là Đấng Christ đây, hãy đến hãy tin ta. Và đó là Đấng Christ giả. Trong lúc hoạn nạn, thay vì mình cầu kêu cầu Chúa của mình, thật Chúa thật của mình, thì họ nói ta là Đấng Christ đây, hãy đến với ta, ta sẽ cứu người. Thưa quý vị, nếu quý vị nghĩ rằng mình là một là người tin Chúa lâu năm, quý vị đừng nghĩ, đừng có ý là mình nói mình tưởng rằng mình như vậy mình sẽ đứng vững đâu. Ma quỷ nó lừa gạt ngay cả những kẻ được chọn, người cho rằng mình mạnh trong Đấng Christ. Có nhiều người bị ma quỷ dụ dỗ trong tích tắc nghe tiên tri giảng lời của Chúa, mà nói tiên tri giả họ vẫn tin. Đó là cái thí dụ đó. Mà họ không biết biện biệt lời của Chúa. Chúa có nói với họ nói điều đó không? Mà ngay cả họ bị tiên tri giả dụ dỗ họ ngay bây giờ. Và những người cho rằng mình mạnh trong Chúa đó,
Cho nên vì thế mà Chúa mới nói tiên tri giả này, Christ giả này, nó sẽ lừa gạt ngay cả những kẻ được chọn. Và trong câu 29 Chúa phán, ngay sau những ngày hoạn nạn đó, mặt trời sẽ tối, mặt trăng sẽ không chiếu sáng, các ngôi sao sẽ từ trời xa xuống và các quyền lực trên trời sẽ bị rúng động. Những điều này thật đáng sợ. Chúa nói, các vì sao sẽ từ trên trời rơi xuống, quý vị ơi. Và ngày nay con người đang rung sợ. Các con ngôi sao nhỏ đó, một cái đá thạch rất lớn khổng lồ và có thể sẽ đến với trái đất trong nay mai mình không biết nơi nào. Và nhiều người rất sợ hãi. Nó mà rớt vào cái nhà người nào thì người đó tiêu luôn. Các vì sao sẽ từ trên trời rơi xuống và các quyền lực của các tầng trời sẽ lung lay. Ô, không thể tưởng tượng rung sợ như vậy này. Quý vị không thể tưởng tượng rằng những ngày sợ hãi lại đến như vậy mà Chúa nói trước. Cho nên quý vị đừng sợ hãi trong lúc đó. Hãy hướng lòng với Chúa, hãy ngất mắt lên vì sự cứu rỗi đến gần rồi. Cho nên quý vị anh chị em là những người yêu kính Chúa, tôi khích lệ quý vị hãy yêu kính Đức Chúa Trời, hãy ghét điều ác, hãy yêu hội thánh Chúa, yêu anh em mình. Câu 30, Chúa phán, khi ấy dấu hiệu của con người sẽ xuất hiện ở trên trời. Mọi dân trên đất sẽ than khóc và sẽ thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến. Khi Chúa Giêsu trở lại, tất cả các chi phái trên đất sẽ than khóc. Tại sao họ sẽ than khóc quý vị? Bởi vì nhiều người trong số họ đã từ chối Chúa Giêsu và phúc âm của Ngài. Họ sẽ than khóc vì họ đã nhận ra rằng Chúa Giêsu là Đấng Mêsia thật, là Chúa cứu thế thật. Và khi Ngài đến, quý vị sẽ thấy nỗi buồn, nỗi tiếc bây giờ đã quá muộn cho những người đó. Họ nghe lời Chúa, biết nhau lần nhiều lần, nhưng mà họ cứng lòng, họ từ chối Chúa. Họ dèm pha đạo Chúa, chế giễu đạo Chúa, châm biếm đạo của Chúa. Mà khi Ngài đến thì họ than khóc, họ hối hận, nhưng mà quá muộn quý vị anh chị em ơi. Họ nghe tin lành của Chúa nhiều lần lắm. Nếu quý vị đang nghe những điều tôi truyền giảng mà quý vị cứng lòng không tin Ngài, ngày ấy quý vị sẽ than khóc, quý vị sẽ hối tiếc. Nhưng mà quá muộn quý vị anh chị em ơi, linh hồn quý vị sẽ đến nơi đau khổ cực hiểm. Đừng có khinh lờn lời Đức Chúa Trời và tin lành của Ngài quý vị anh chị em. Các nước trên trái đất sẽ than khóc vì những người không tin sẽ đột nhiên nhận ra rằng họ đã chọn sai phía. Họ chọn phía của ma quỷ thay vì phía của Đức Chúa Trời. Mọi điều họ đã chế giễu sẽ xảy ra và họ sẽ bỏ lỡ cơ hội để biết sự thật chân lý của Chúa và có sự sống đời đời mà chỉ có Chúa Giêsu có thể ban cho họ. Câu 31 Chúa phán, Ngài sẽ thay sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn vang dội để tu họp những người được chọn ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời đến tận phương trời kia. Người được chọn là ai? Người được chọn là như là dân của Chúa mà Chúa chọn họ. Sứ đồ Phi-e-rơ nói trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9, nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài.
Trở lại câu 22, Chúa phán, nếu những ngày ấy không rút ngắn thì chẳng có một người nào được cứu. Nhưng vì những người được chọn, những người được chọn là anh chị em đó, là hội thánh của Chúa trên đất đó, những ngày ấy sẽ được rút ngắn. Và câu 24, nếu có thể chúng dối gạt cả những người được chọn. Mà câu 23, Chúa phán, Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn vang dội để tu họp những người được chọn ở khắp bốn phương trời, từ cuối phương trời này đến tầng phương trời kia. Thưa quý vị và bạn chị em, Chúa phán rất nhiều điều về sự quan lâm của Ngài. Và Ngài sẽ trở lại, chắc chắn và Ngài sẽ trở lại, quý vị và bạn chị em ơi. Và Chúa sẽ quan lâm vì người được chọn của Ngài. Chúa yêu chúng ta anh chị em ơi, và Ngài sẽ yêu chúng ta đến cuối cùng. Và đó là cái điều chắc chắn. Và thiên sứ của Chúa, thiên sứ thánh của Chúa sẽ tu họp những người được chọn ở khắp bốn phương trời, từ cuối phương trời này đến tận phương trời kia. Thưa quý vị và anh chị em, Chúa Giêsu sẽ trở lại, sẽ quan lâm, hãy sẵn sàng. Quý vị có biết không? Chúa đã dùng 7 cái ngụ ngôn, 7 cái hình ảnh minh họa liên quan đến sự tái lâm của Ngài. Tại vì Chúa muốn nhắc các môn đệ của Chúa, hội thánh của Chúa là Ngài sẽ tái lâm. Cho nên Ngài dùng thí dụ cây vả này, thí dụ thời kỳ ông Noe này, 2 công nhân này, là kẻ trộm này, đầy tớ này, quý vị nhớ không? 10 trinh nữ này, ta lân này, Chúa dùng những thí dụ đó để cảnh báo họ Ngài sẽ tái lâm. Có thể một thí dụ họ không thích, nhưng mà Chúa dùng nhiều thí dụ để cảnh báo người của Đức Chúa Trời. Nhưng trong tất cả các ngụ ngôn, Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng các ngươi không biết khi nào Chúa mình sẽ đến. Nhưng hãy sẵn sàng. Và tuy nhiên, Chúa muốn cho chúng ta biết câu chuyện ngụ ngôn về cây vả. Và trong câu 32 đến câu 33, hãy rút ra bài học từ cây vả. Chúa nói, khi cành vừa đâm chồi ra lá thì các con biết mùa hạ sắp đến. Cũng vậy, khi các con thấy tất cả những điều này thì biết rằng có người đã đến gần, đang ở ngay trước cửa. Và đó là Chúa cảnh báo chúng ta. Câu 34 đến câu 35 thì Chúa phán, thật ta bảo các con, thế hệ này sẽ không qua đi cho đến tới khi mọi điều ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta nói sẽ không bao giờ qua đi. Điều Chúa Giêsu đang nói, điều ta đã nói là chắc chắn. Chúa nói, điều Chúa nói là chắc chắn anh chị em, không có một sự nghi ngờ. Khi Chúa nói tôi tin điều đó, tại vì Ngài là Đức Chúa Trời. Điều Chúa Giêsu đang nói, điều ta đã nói là chắc. Những gì ta nói sẽ trở thành sự thật. Ta sẽ quan lâm. Tất cả những lời tiên tri sẽ trở thành sự thật về sự tái lâm của Chúa. Và sáng nay chúng ta đọc lời của Chúa mà anh Nghĩa soạn ra chúng ta về sự tái lâm của Chúa, làm chúng ta phải tỉnh thức, thức cánh để chờ đợi ngày Chúa trở lại. Tất cả những lời tiên tri của Chúa sẽ trở thành sự thật. Lời nói của ta thậm chí còn đáng tin cậy hơn cả trời đất. Quý vị ông anh chị em, Chúa nói lời ta đó phán thậm chí còn đáng tin cậy hơn cả trời đất. Trời đất sẽ qua đi, lời ta sẽ còn đến đời, đợi lại đến đời sẽ tồn tại mãi mãi. Lời nói của ta thậm chí còn đáng tin cậy hơn cả trời đất mà ta đã tạo ra chúng, mặt trời mọc, mặt trời lặn, các hành tinh. Lời nói của ta sẽ tồn tại mãi mãi, lời nói của ta sẽ trở thành hiện thực. Chúa sẽ quan lâm. Tại vì Chúa hứa với chúng ta như vậy, và Ngài sẽ trở lại. Và đây là cái niềm vinh dự, hy vọng lớn của chúng ta, quý vị ông bà anh chị em ơi.
Anh chị em yêu dấu, tất cả những lời dạy dỗ vĩ đại, có thẩm quyền và lời hứa tuyệt vời của Chúa đều đáng tin cậy, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể ghi nhớ những lời dạy dỗ và lời hứa của Chúa vào lòng chúng ta và biến chúng ta thành nền tảng của cuộc đời của chúng ta. Bởi vì những lời dạy dỗ và lời hứa của Chúa là đời đời, là vĩnh cửu. Chúa Giêsu quy quyền thiêng liêng và cái sự trường cửu cho sự dạy dỗ của mình, dạy dỗ của Ngài. Điều đó còn vĩ đại hơn cả trời đất, vì lời Chúa là lời đời đời. Trong câu 36, Chúa phán còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, cả thiên sứ trên trời hay là con người cũng vậy, chỉ một mình Cha mà biết thôi. Quý vị có thể hỏi tại sao ngày ngay cả Chúa Con cũng không biết. Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu là con người 100% và Đức Chúa Trời 100%. Tuy nhiên, cái vào cái thời điểm này, Chúa Giêsu chọn không xem sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ, như sứ đồ Phaolô nói trong Philip đoạn 2 câu 6. Đó là lý do vì sao Ngài có thể chết như một con người hoàn hảo vô tội để cứu chúng ta khỏi tội, sự chết và âm phủ. Mặc dù Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài cũng là Chúa, Chúa Con, nhưng mà Ngài phó thác cái quyền làm Đức Chúa Trời. Chúa phán trong câu 37 đến câu 38, nhưng trong thời Noe thế nào thì lúc con người đến cũng thế ấy. Trong những ngày trước nạn lụt, người ta ăn, người ta uống, người ta cưới, người ta gả, cho đến ngày Noe vào tàu. Chúa Giêsu không nói rằng ăn là điều sai, uống là điều sai, cưới gả là điều sai, đó là điều tốt, cũng gì là sai. Ai cũng phải ăn, ai cũng phải uống, ai cũng phải cưới gả, có vợ, có chồng, để yêu nhau, bảo vệ nhau, chăm sóc nhau, nuôi nấng nhau. Nhưng những gì Chúa Giêsu đang nói cách đơn giản là như vậy: những người vào thời Noe có những công việc hàng ngày họ phải làm, nhưng họ không quan tâm, họ cũng không bận tâm đến việc rao truyền và lời cảnh báo của ông Noe một cách nghiêm trọng. Ông giảng tin lành 120 năm. Ông là một nhà truyền giảng công chính của Đức Chúa Trời, nhưng không có một mạng nào tin Chúa. Mà khi nước lụt đến, cuốn đi hết. Cái sự cuốn bị cắt đi là bị phán xét, quý vị nghe. Không phải được cứu, không phải là cắt lên rời nghe. Cái ý Chúa nói đây á, bị cuốn đi hết, cắt đi hết. Vì thế mà Chúa nói, họ không biết gì hết cho tới khi nước lụt đến và cuốn đi tất cả. Khi con người đến cũng sẽ như vậy, quý vị ông bạn chị em ơi. Chúa Giêsu không muốn dân Ngài, những người được chọn giống như những người trong thời kỳ Noe. Họ thật bất cẩn, họ quá bận rộn, họ không có thời giờ cho Chúa. Họ quá bận rộn để nghe phúc âm, nghe tin lành của Chúa đang được rao giảng bởi nhà truyền đạo của Đức Chúa Trời. Họ bỏ mặc những lời cảnh báo của Chúa. Ngày nay mỗi người nghe phúc âm và lời của Chúa, nhưng họ lại cứng lòng, họ không muốn nghe. Chúa Giêsu sẽ quang lâm, quý vị ông bà anh chị em ơi. Sự quang lâm của Chúa sẽ nhanh chóng và đột ngột, cho nên chúng ta phải sẵn sàng. Không có dấu hiệu nào cho thấy mọi người sẽ có cơ hội thứ hai để ăn năn vào phút cuối, quý vị ông bà anh chị em. Sự lựa chọn mà họ đã thực hiện sẽ quyết định số phận đời đời của họ. Sự lựa chọn mà quý vị anh em đã thực hiện sẽ quyết định số phận đời đời của anh chị em. Sau đó Chúa Giêsu cho chúng ta một ví dụ về hai người nam và hai người nữ trong câu 40 đến câu 41. Lúc ấy có hai người nam đang ở ngoài đồng.
Một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Có hai người nữ đang say cối, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Nhưng điều quan trọng mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh ở đây là hãy tỉnh thức, hãy tỉnh thức, hãy thức canh. Vì các con không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Và Chúa Giêsu cho chúng ta một ví dụ khác về kẻ trộm, câu 43. Hãy biết rằng nếu chủ nhà đã biết canh nào kẻ trộm đến, họ sẽ thức canh và không để cho nhà mình bị trộm khoét vách. Chúa nhấn mạnh là hãy thức canh, hãy tỉnh thức. Và câu 44 thì lời Chúa phán: vì thế các con phải sẵn sàng, vì con người sẽ đến vào giờ các con không ngờ. Chúa nhấn mạnh là sẽ sẵn sàng. Tại sao? Bởi vì con người sẽ đến vào giờ các con không ngờ. Quý vị không biết khi nào Chúa đến, Chúa sẽ sớm quang lâm quý vị. Hãy sẵn sàng, hãy tỉnh thức. Và đó là lời Chúa cho quý vị buổi sáng hôm nay. Và trong câu 45, lời Chúa phán: ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, được chủ giao quản lý nhà mình để cấp phát thức ăn đúng giờ. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến người đầy tớ trung tín và khôn ngoan. Người đầy tớ trung tín và khôn ngoan này là người đầy tớ biết suy nghĩ, biết hành động và có cái thái độ tốt, thái độ đúng đắn, thái độ yêu thương chủ mình và làm theo những điều chủ mình dặn. Người ấy là người thật thà và trung tín với chủ mình, luôn sống hết mình để làm hài lòng chủ, sống trong sự mong đợi ngày trở lại của chủ mình. Đây là người đầy tớ nhân lành. Và câu 46 thì Chúa nói gì với người đầy tớ này? Phước cho đầy tớ ấy, khi chủ đến thấy làm như vậy, Chúa ban phước cho người nô lệ trung tín này, người nô lệ khôn ngoan này. Tại vì người này biết suy nghĩ và hành động một cách đúng đắn, làm đẹp lòng chủ của mình. Người này có thái độ yêu thương chủ của mình và kính mến chủ của mình. Người nô lệ này nên vui mừng. Tại sao nên vui mừng? Nên hạnh phúc. Cái chữ phước là hạnh phúc đó. Vì chủ của người sẽ giao cho mình quản lý tất cả tài sản của chủ. Quý vị nhớ Joseph không? Ông trung tín với Potiphar. Và cuối cùng, vì cái sự trung tín như vậy, Chúa dấy lên trở thành thủ tướng của nước Ai Cập. Và người Ai Cập là người không tin có Đức Chúa Trời, nhưng họ thấy cái sự trung tín. Người này là một cái người liêm chính, yêu kính Đức Chúa Trời. Người ngoại đó họ thấy như vậy đó. 7 năm bị tù. Vì bà vợ ông á, Potiphar, nhưng mà ông trung tín. Chúa dấy ông lên làm thủ tướng của nước Ai Cập. Chúa muốn chúng ta trung tín với Ngài. Khi Ngài trở lại, thưa quý vị ông bạn chị em, nếu quý vị biết Chúa Giêsu sẽ quang lâm, quý vị cần được bảo vệ. Quý vị anh chị em phải chuẩn bị, phải kiên trì, cần phải trung tín với Chúa, hầu việc Chúa, hăng say hầu việc Chúa. Chúa Trời tôn quý những người hầu việc Chúa Giêsu Christ. Và quý vị sẽ nghe Chúa phán vào ngày cuối cùng: tốt lắm, hãy đầy tớ trung tín, ta giao cho ngươi quản lý tất cả tài sản của ta. Nhưng mà Chúa nói rất nặng, Chúa nói với người đầy tớ gian ác: nhưng nếu là đầy tớ gian ác, nó thầm nghĩ rằng chủ ta chưa về ngay đâu, rồi bắt đầu đánh đập các quý vị cũng làm đầy tớ như mình và ăn uống với phường say rượu. Chủ sẽ đến trong ngày nó không ngờ, trong giờ nó không biết, và trừng phạt nó nặng nề và cho nó chịu chung số phận với những kẻ đạo đức giả ở nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Quý vị bạn chị em ơi, và đó là số phận của những người từ khước Chúa, không mong đợi sự
tài lâm, sự quan lâm của Ngài, số phận của họ, họ sẽ khóc lóc và nghiến răng. Họ sống trong đau khổ. Thưa quý vị và anh chị em, sứ điệp này là một sứ điệp rất quan trọng. Sứ điệp này rất cấp bách anh chị em. Nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh chị em bây giờ, cuộc đời của anh chị em trong cõi vinh hằng. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Hoặc quý vị chưa sẵn sàng? Chúa Giê-xu đưa ra một số chi tiết nhất định về sự quan lâm của Ngài, không phải để kích thích những dự đoán và tính toán về việc Ngài sẽ trở lại lần nữa, nhưng để cảnh báo dân của Ngài phải thường xuyên đề cao cảnh giác và chuẩn bị tinh thần và lòng mình để gặp Chúa của mình. Chúng ta phải siêng năng hầu việc Chúa, rao truyền tin mừng của Chúa, đạo của Chúa, sống theo lời Chúa dạy. Chúa Giê-xu muốn chúng ta dành thời giờ để chăm sóc anh chị em của mình, dân sự của mình, và làm công việc của Chúa ở trên đất này. Và đây là cách tốt nhất để chuẩn bị cho sự quan lâm của Chúa, và biết rằng sự quan lâm của Chúa sẽ đột ngột, sẽ bất ngờ anh chị em ơi. Chúng ta không nên sống cuộc đời mình một cách vô trách nhiệm, không làm gì, hoặc tìm kiếm thú vui tạm thời trên thế gian này. Chúng ta có nhiều việc phải làm anh chị em. Quý vị sẽ sẵn sàng chưa? Chúa sẽ quan lâm anh chị em ơi. Chúa sẽ quan lâm. Hãy sẵn sàng. Đừng để Chúa trách mình là những kẻ đầy tớ gian ác. Tôi muốn nghe Chúa nói với chúng ta, hội thánh của Chúa ta đây: hỡi những đầy tớ trung tín của ta. Tôi muốn nghe tiếng đó, tốt lắm. Ngươi đã trung tín từ việc nhỏ cho đến việc lớn Chúa giao cho mình. Hãy đến đây, cha ta sẽ ban cho các ngươi vương quốc. Anh chị em ơi, đây là cái sứ điệp quan trọng nhất. Nó ảnh hưởng cuộc đời chúng ta, cái sự vĩnh cửu của chúng ta. Xin chúng ta đứng dậy hướng lòng về Chúa cầu nguyện.